cua bò này. Mà nếu mà theo mình được biết thì ở Đà Lạt đó thì gọi là món gỏi này là gọi là sắp sắp đó mọi người. Mọi người thấy là ở đây là cả một cái quán nhỏ nhỏ thôi, một cái xe đẩy thôi, nhưng mà có rất là nhiều người phụ, đến những 5 người phụ, và có những cái nhân viên kiểu như là nhân viên của các app foodie hay là của Grab đồ, Grab food rồi, nên là rất là nhiều đến đây để đặt, để giao cho khách. Thì cái địa điểm này là ở ngày xưa giờ hình như là bán chỉ ở vị trí này luôn, là ở đường Hai Bà Trưng, ở ngay chỗ công viên Lê Văn Tám đó mọi người. Người khách ăn sẽ ngồi ở hướng bên kia, đó là công viên Lê Văn Tám, thì ngồi ghế sẽ có ghế bên kia. Và Bảo Ngọc đã từng biết được là cái món này cách đây hồi đầu năm nhất của đại học, khi mà Bảo Ngọc đến đây và cũng ăn ngồi vị trí bên kia, và bây giờ cũng y chang như vậy. Và xe đẩy thì sẽ bán bên đây. Từ đó thì mọi người cũng chắc là biết được là khách Sài Gòn đã thưởng thức món này và kiểm tra chất lượng thế nào, khi mà số lượng khách thì ngày càng một đông, mà càng về tối thì đa số là những cái bạn trẻ hay đến ăn gỏi rượu này. Và gỏi rượu cũng đang là một gọi là một món ăn nổi nổi của Sài Gòn trong thời gian gần đây. Theo thông tin của mình được biết là mới vừa hỏi bà chủ thì chủ nói là bán gắn bó với nghề này là 44 năm rồi đó mọi người. Nói chung là ở vị trí này và bán rất là lâu, 44 năm thì một số là lớn, kiểu như rất là dài. Mà gắn bó với mỗi một công việc là bán gỏi khô bò, còn gọi là sắp sắp này. Có gì con?
Chết mẹ. Mưa rồi. Thank you.
là cái nước chấm này có cả mùi chay, mùi ngọt ngọt, kiểu như là có mùi hơi, mùi nước tương một chút xíu. Nói chung là trộn tất cả cái vị này lại thì nó ăn nó cũng là hơi chua, hơi ngọt, hơi cay, mà nói chung là nó thấm vị, mà có vị giòn của đu đủ nữa đó mọi người. Cho nên là cái này nó ăn một món ăn mà gọi là ăn chơi rất là ngon luôn. Thật ra thì so về những món gỏi đu đủ thì đây cũng là một trong những số món ăn mà gọi là sẽ cực kỳ thích của người Sài Gòn, bởi vì người Sài Gòn rất thích ăn những món mà lạ lạ. Cho nên là quán này đã duy trì được 4 năm rồi cũng nhờ điều đó đó mọi người. Ăn tiếp. Hết rồi chị ơi, còn một miếng à. Rồi giờ mình ăn chung gỏi đu đủ với lại cái quán này nó